Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, sách lớp 3. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài 27, những chiếc áo ấm tiết 1 và tiết 2. Chúng ta có thể quan sát tranh trong sách giáo khoa cũng như tranh trên màn hình. Chúng ta có thể thấy những con vật rất là dễ thương và ngộ nghĩnh. Đầu tiên chúng mình thấy chú nhím và thỏ, đằng xa chúng mình thấy ốc sên và bọ ngựa, đúng không? Vậy thì nội dung câu chuyện có liên quan gì đến những con vật trong bức tranh này? Thì thầy mời chúng mình mở sách và mở bài đọc chiếc áo ấm, lắng nghe thầy đọc bài một lần. Sau đó chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại bài đọc. Bài đọc những chiếc áo ấm. Mùa đông, thọ quấn tấm vải lên người cho đỡ rét thì gió thổi tấm vải bay xuống ao. Nhím giúp thọ khều tấm vải vào bờ và nói: "Phải may thành áo mới được." Nhím xù lông, rút một chiếc kim đỉnh khâu áo cho thọ. Nhưng không có chị, hai bạn đi tìm chị Tằm. Xin một ít tơ làm chỉ. Chị Tầm đồng ý ngay, có chị, có kim, nhưng phải tìm người cắt vải. Thấy bỏ ngựa vung kiếm cắt cỏ, nhím nói: "Anh giúp chúng tôi cắt vải may áo, mọi người cần áo ấm." Bỏ ngựa đồng ý, vung kiếm cắt vải, nhím ngăn: "Phải cắt đúng theo kích thước." Tất cả lại đi tìm những người biết kẻ đường vạch. Trên vải, lúc qua vườn chuối, nhím trông thấy ốc sên bò trên lá. Cứ mỗi quãng, ốc sên lại để lại phía sau một đường vạch. Nhím nói: "Chúng tôi cần anh kẻ đường vạch để may áo ấm cho mọi người." Ốc sên nhận lời, bò lên tấm vải, vạch những đường rất rõ. Bây giờ chỉ còn thiếu người luồn kim giỏi. Tất cả lại đi tìm chim ổ dọc có biệt tài khâu vá. Sưởng may áo ấm được dựng lên, thỏ trải vải, ốc sên kẽ đường vạch, bỏ ngựa cắt vải theo vạch, tằm xe chỉ, nhím chắp vải, dùi lỗ. Đôi chim ổ dọc luôn kim may áo. Mùa đông năm ấy, trong rừng ai cũng có áo ấm để mặc theo võ quản. Như vậy, thầy vừa đọc cho chúng ta nghe bài đọc những chiếc áo ấm. Chúng ta cố gắng dừng video và đọc lại bài đọc. Khi đọc thì chúng ta đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu. Chú ý đọc diễn cảm ở lời thoại với từ ngữ phù hợp. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta luyện đọc một số từ khó trong bài. Từ khó trong bài ở đây thì thầy sẽ đưa lên một số từ như sau. Đó là từ chim ổ dọc. Chim ổ dọc. Xe chỉ. Xe chỉ. Luồn kim. Luồn kim. Khều. Khều. Chúng ta có thể xem phần dạy nghĩa từ một số từ ở trong sách giáo khoa. Trong bài cũng có một câu văn khá là dài, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta ngắt nghỉ trong câu văn này như sau. Mùa đông, thọ quấn tấm vải lên người cho đỡ rét thì gió thổi tấm vải bay xuống ao. Nhím giúp thỏ khều tấm vải vào bờ và nói:
Như vậy thì ở đây chúng ta có thấy câu khá là dài, đó là mùa đông thọ quấn tấm vải lên người cho đỡ rét, thì gió thổi tấm vải bay xuống ao. Nhím giúp thọ khiêu tấm vải vào bờ và nói. Như vậy thì chúng ta có thể dừng video và đọc lại câu văn này. Tiếp theo thì chúng ta có thể cho thầy biết trong bài đọc chiếc áo ấm này được chia làm mấy đoạn. À đúng rồi, trong bài đọc chiếc áo ấm có thể chia làm 4 đoạn như sau. Đoạn thứ nhất đó là từ đầu đến phải may thành áo mới được. Đoạn thứ hai sẽ là tiếp theo cho đến mọi người cần áo ấm. Đoạn thứ ba sẽ là tiếp theo cho đến để may áo ấm cho mọi người. Đoạn thứ bốn sẽ là đoạn còn lại. Như ở đây thì chúng ta thấy đoạn 1 sẽ là từ mùa đông thọ quấn tấm vải lên người cho đỡ rét, thì gió thổi tấm vải bay xuống ao, nhím giúp thọ khều tấm vải vào bờ và nói phải may thành áo mới được. Đó là đoạn 1. Đoạn 2 sẽ là từ nhím xù lông rút một chiếc kim định khâu áo cho thọ nhưng không có chỉ, hai bạn đi tìm chị Tằm xin một ít tơ làm chỉ. Chị Tằm đồng ý ngay, có chỉ, có kim nhưng phải tìm người cắt vải. Thấy bọ ngựa vung kiếm cắt cỏ, nhím nói, anh giúp chúng tôi cắt vải may áo, mọi người cần áo ấm. Đó là đoạn 2. Đoạn 3 sẽ là từ bọ ngựa đồng ý vung kiếm cắt vải, nhím ngăn, phải cắt đúng theo kích thước. Tất cả lại đi tìm người biết kẻ đường vạch trết vải. Lúc qua vườn chuối, nhím trông thấy ốc sên bò trên lá. Cứ mỗi quãng, ốc sên lại để lại phía sau một đường vạch. Nhím nói, chúng tôi cần anh kẻ đường vạch để may áo ấm cho mọi người. Và đoạn còn lại sẽ là đoạn 4. Ốc sên nhận lời, bò lên tấm vải, vạch những đường rất rõ. Bây giờ chỉ còn thiếu người luồn kim giỏi. Tất cả lại đi tìm chim ổi rộng, có biệt tài khâu vá. Xưởng may áo ấm được dựng lên, thọ trải vải, ốc sên kẽ đường vạch, bọ ngựa cắt vải theo vạch, tằm xe chỉ, nhím chắp vải. Dùi lộ, đôi chim ổi rộng luồn kim may áo. Mùa đông năm ấy trong rừng ai cũng có áo ấm để mặc. Như vậy đó là 4 đoạn trong bài những chiếc áo ấm. Việc của chúng mình bây giờ sẽ là phải dừng video và đọc nối tiếp 4 đoạn này cho thầy. Và trước khi đến với phần luyện đọc thì chúng ta cố gắng đọc lại toàn bài chiếc áo ấm một lần. Thầy xin lỗi, trước khi đến với phần tìm hiểu bài thì chúng ta cố gắng đọc lại toàn bài đọc những chiếc áo ấm một lần. Và để chúng ta thảo luận trả lời câu hỏi trong phần tìm hiểu bài thì chúng ta sẽ đọc thầm lại và trả lời câu hỏi đầu tiên, đó là mùa đông đến thọ chống rét bằng cách nào? Trong đoạn 1 đúng không? Mùa đông đến thọ đã quấn gì? Lên người cho đỡ rét nhưng mà à đúng rồi, mùa đông đến thọ đã chống rét bằng cách đó là gì? À chính xác. Đó là mùa đông đến thọ quấn tấm vải lên người cho đỡ rét nhưng tấm vải bị gió thổi bay xuống ao đúng không? Và bây giờ chúng mình cùng thảo luận trả lời câu hỏi số 2. Vì sao nhím lại ra sáng kiến may áo ấm? Vì sao nhím lại ra sáng kiến may áo ấm đây các em? Nhím lại ra sáng kiến may áo ấm. Vì sao? À đúng rồi. Vì chúng ta thấy nhím lại ra sáng kiến may áo ấm thì gió sẽ không thổi bay được đúng không? Như vậy muốn mặc muốn mùa đông không có rét thì các bạn ấy đã nghĩ ra một cách, đó là đúng rồi, may thành áo thì sẽ không thổi bay được đúng không? Bây giờ chúng ta cùng đến với câu số 3. Mỗi nhân vật trong câu chuyện đã đóng góp gì vào việc làm ra những chiếc áo ấm? Chúng mình có thể đọc lại và đọc thầm lại và cho thầy biết là mỗi nhân vật trong câu chuyện đã đóng góp gì vào việc làm ra những chiếc áo ấm. Mỗi nhân vật ví dụ như là Tằm thì đã góp gì này, rồi bỏ ngựa, ốc sên, chim ổ rộng, rồi thỏ đúng không?
Như vậy thì mỗi nhân vật trong câu chuyện đã đóng góp một việc làm đúng không, để tạo ra một chiếc áo ấm cụ thể, đó là tằm thì cho tơ để làm chỉ may áo đúng không, bọ ngựa thì như thế nào, bọ ngựa dùng kiếm của mình để cắt vải may áo, còn ốc sên, đúng rồi, ốc sên thì bò trên tấm vải vạch những đường kẻ giúp họ bò ngựa cắt vải may áo. Chim ổ dốc thì dùng biệt tài khâu vá của mình để may áo. Thỏ trải vải để đôi chi may may áo đúng không? Như vậy chúng ta thấy mỗi nhân vật trong câu chuyện đều đóng góp công sức của mình vào công việc, đó là may áo đúng không? Mỗi người mỗi việc. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Em thích nhân vật nào trong câu chuyện và vì sao? Đối với câu hỏi này thì chúng ta có thể thấy là tùy ý thích của chúng ta. Có bạn thì có thể là thích nhân vật nhím, có bạn thì sẽ thích nhân vật thỏ, cũng có bạn sẽ là thích nhân vật là ốc sên vân vân. Nhưng em thích nhất nhân vật nào trong câu chuyện và vì sao thì chúng ta thấy là chúng mình sẽ thích nhân vật nào nhất. Nhân vật nào nảy ra sáng kiến để may áo? Đúng rồi. Như vậy chúng ta có thể thấy là em thích nhân vật nhím trong câu chuyện vì vì nhím thông minh, tài giỏi, có tình yêu thương. Nhím giúp thỏ khều tấm vải vào bờ và nghĩ ra sáng kiến cho mọi người may áo đầu tiên, đúng không? Như vậy thì chắc chắn thầy nghĩ các bạn sẽ yêu thích nhân vật nhím trong câu chuyện rất là nhiều đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 5. Em học được điều gì qua câu chuyện trên? Vậy thì qua câu chuyện trên thì chúng ta thấy là các bạn đã giúp đỡ nhau, rồi mỗi người mỗi việc. Vậy thì em đã học được điều gì qua câu chuyện này? Đúng rồi. Qua câu chuyện này thì chúng ta học được đó là phải biết yêu thương và giúp đỡ mọi người đúng không? Cũng như là phải đem công sức, tài năng của mình để giúp đỡ mọi người. Và bây giờ qua bài đọc thì bạn nào có thể cho thầy biết thì qua câu chuyện giúp em hiểu được điều gì? Đúng rồi. Đây cũng là nội dung của câu chuyện những chiếc áo ấm, thì qua câu chuyện giúp em hiểu đó là không có việc gì khó nếu biết huy động sức mạnh và trí tuệ của tập thể đúng không? Như vậy chúng ta thấy là qua câu chuyện thì chúng ta thấy không có việc gì khó nếu biết huy động sức mạnh và trí tuệ của tập thể. Một câu chuyện rất là hay và ý nghĩa. Và như vậy thì thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài đọc những chiếc áo ấm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần nói và nghe, thêm sức thêm tài. Chúng ta sẽ đến với bài 1, đó là em thích học cá nhân, học theo cặp hay là học nhóm và vì sao? Chúng ta có thể quan sát tranh trong sách giáo khoa. Học cá nhân thì chúng ta thấy là học một mình. Học cặp ở đây thì chúng ta có thể thấy là theo cặp thì ở đây chúng ta thấy là có thể hai bạn. Học nhóm thì chúng ta thấy là đông hơn, đúng không? Vậy thì em thích học cá nhân, học theo cặp hay là học nhóm và vì sao? Ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy là mỗi cách học sẽ có một cái hữu ích khác nhau, đúng không? Vì thế cho nên là chúng ta có thể thấy là nếu như học cá nhân thì chúng ta sẽ học được là giúp em rèn luyện khả năng tư duy, suy nghĩ độc lập và phát huy khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập. Đó là học theo nhóm nếu như chúng ta thích học cá nhân. Đã, nếu như chúng ta học thì học cá nhân. Còn nếu như học theo cặp thì chúng ta sẽ thấy đó là thích học theo cặp. Thì nếu như có bạn lại thích học theo cặp thì chúng ta thấy đó là vì sao? Là vì học theo cặp thì chúng ta có thể là giúp em rèn luyện khả năng hợp tác được đúng không? Thứ nhất là phải hợp tác. Học theo cặp thì chúng mình thấy là hợp tác, kỹ năng thuyết phục người khác, kỹ năng tranh luận. Còn theo nhóm thì chúng mình có thể có bạn thích học theo nhóm. Vì sao? Vì học theo nhóm giúp em càng kỹ năng hợp tác nhiều nhiều người, kỹ năng lắng nghe và kỹ năng trình bày ý kiến trước đám đông, phát huy sức mạnh tập thể.
Có thể học theo nhóm thì còn một cả một còn một kỹ năng nữa là đó là kỹ năng lắng nghe, rồi kỹ năng hợp tác, ngoài ra kỹ năng trình bày ý kiến trước đám đông và phát huy sức mạnh tập thể. Đó là một số cách học, và có những bạn sẽ học thích học cá nhân, có những bạn thì học theo cặp, và có những bạn lại thích học theo nhóm. Thì vì sao thì ở đây thầy cũng đã giải thích cho chúng ta hiểu một số cách học ở đây và một số cách là vì sao chúng ta lại thích cách học đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ kể về một hoạt động tập thể mà em đã tham gia. Hoạt động tập thể em tham gia là gì? Thì chúng ta thấy là phải nêu được tên hoạt động đó là gì. Em cùng làm việc với những ai? Thì chúng ta có thể kể ra là em làm với ai, bạn của mình hay là bạn cùng lớp hay bạn ngoài lớp, bạn trong gia đình. Công việc em được giao là gì? Thì chúng ta thấy nếu như là hoạt động tập thể thì thường có những phân công từng người trong nhóm, đúng không? Kết quả học tập đó ra sao? Chúng mình sẽ kể về kết quả học tập và em có cảm nghĩ gì sau khi tham gia hoạt động đó. Dựa vào những gợi ý này thì chúng ta có thể kể về một hoạt động tập thể mà em đã tham gia. Ở hoạt động tập thể thì chúng ta thấy là hoạt động tập thể với các bạn trong lớp. Khi trong lớp, khi tập thể ra chơi trò chơi, có thể là tập thể sinh hoạt một nhóm câu lạc bộ nào đó, đúng không? Ở đây thì ví dụ như có thể kể về một hoạt động tập thể mà em đã tham gia. Một tập thể ở đây các bạn ấy chúng ta thấy là đang cần vệ sinh này, đúng không? Tập thể khi đóng kịch này, diễn kịch này, rồi tập thể khi làm ra một cái sản phẩm gì đó hoặc là hợp tác lại để làm một bài tập nhóm chẳng hạn. Đó là một số hoạt động tập thể chúng ta có thể tham gia và dựa vào đây chúng mình có thể kể. Ví dụ một bài văn mẫu để cho chúng ta tham khảo như sau. Sáng hôm qua là buổi trực nhật của em. Chúng em cùng nhau đến từ sớm để dọn dẹp lớp học. Em phụ trách quét lớp, bạn Nam lau bảng và bạn Hoàng lau bàn ghế. Chúng em cùng nhau làm việc rất vui vẻ. Chẳng mấy chốc lớp học đã sạch sẽ, gọn gàng. Cô giáo đến còn khen chúng em trực nhật giỏi nữa. Em rất vui vì mình và các bạn đã thực hiện tốt nhiệm vụ trực nhật của bạn. Đó là một bài tham khảo kệ về một hoạt động tập thể mà em đã tham gia. Dựa vào đây, chúng mình có thể chỉnh sửa lại bài làm của chúng mình. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài đọc những chiếc áo ấm tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bài sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo cho những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.